Xin chào các em học sinh lớp 12. Hôm nay chúng ta sẽ đến với đề bài phân tích nhân vật thị trong truyện ngắn Vợ Nhặt của Kim Lân. Bên dưới phần mô tả, thầy có để link để tải 20 mẫu bài làm tham khảo về đề bài này. Ngoài ra còn có 32 đề văn khác và 222 mẫu bài làm tham khảo về tác phẩm Vợ Nhặt của Kim Lân. Trên video, mời các em và các khán thính giả cùng lắng nghe đề bài phân tích nhân vật thị trong truyện ngắn Vợ Nhặt của Kim Lân. Kim Lân là một nhà văn có nhiều trang viết gắn liền với cuộc sống của những người nông dân Bắc Bộ Việt Nam. Ông có nhiều tác phẩm viết về con người và mảnh đất này như Làng, Vợ Nhặt, Con Chó Xấu Xí. Tác phẩm Vợ Nhặt được trích từ tập truyện Con Chó Xấu Xí là tác phẩm xuất sắc của Kim Lân. Tác phẩm vừa là bức tranh chân thực về nạn đói khủng khiếp năm 1945, vừa là bài ca ca ngợi về vẻ đẹp tình người và khát vọng sống, niềm tin vào tương lai của người lao động nghèo. Dường như nạn đói định mệnh ấy đã làm cho con người ta quên đi cả danh dự, họ bất chấp để được sống, thậm chí chuyện hạnh phúc cả đời cũng tặc lưỡi cho qua. Nhân vật thị là một điển hình trong số những nạn nhân xấu số của nạn đói đó. Tác phẩm Vợ Nhặt được viết ngay sau cách mạng với tên gọi Xóm Ngụ Cư. Nhưng do thất lạc bản thảo nên sau khi hòa bình lập lại, tác giả đã viết lại thành Vợ Nhặt. Tác phẩm có nhiều nhân vật, nhưng nhân vật người vợ nhặt là nhân vật mang lại nhiều thương cảm nhất cho người đọc. Nhân vật này được xây dựng dựa trên sự đối lập giữa hình thức bên ngoài và phẩm chất bên trong, giữa trước và sau khi về làm vợ chàng. Trước hết, hình ảnh người vợ nhặt hiện lên là một người phụ nữ nghèo, cùng đường và liều lĩnh. Vì đói mà sẵn sàng bất chấp cả thể diện để có được miếng ăn, để sống được qua ngày. Ẩn sau cái vẻ ngoài bất cần ấy, thị là một người đầy nữ tính và giàu khát vọng. Điều này đã góp phần tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ và lòng ham sống, khát vọng sống vươn lên hướng đến ánh sáng ngày mai. Tất cả những điều này đã mang đến cho người đọc cái nhìn đúng đắn về người vợ nhặt, nạn nhân của nạn đói năm 1945. Đi suốt chiều dài của tác phẩm, đúng là người vợ nhặt, là người phụ nữ nghèo, cùng đường và liều lĩnh. Thị là một trong số vô vàn các nạn nhân của nạn đói năm Đinh Dậu. Dưới ngòi bút của Kim Lân, người vợ nhặt của anh chàng chẳng biết từ đâu xuất hiện. Không có cái tên để gọi, không có nguồn gốc sinh thành, không quê hương bản xứ. Mọi thứ về thị chỉ là một con số không tròn trĩnh. Không phải là nhà văn không thể đặt cho thị một cái tên, mà bởi vì thị là cánh bèo nổi trôi trong nạn đói, là người đàn bà vô danh. Từ đầu đến cuối tác phẩm, nhân vật này chỉ được gọi là cô ả, thị, người đàn bà, nàng dâu mới, nhà tôi. Nhưng chính nhân vật này để lại cho người đọc nhiều ấn tượng sâu sắc, đã làm nên tiếng vang cho truyện ngắn Vợ Nhặt. Thị bị cơn bão nạn đói thổi, trôi phiêu dạt đến miền đất này. Cuộc sống lê la tháng ngày, không biết đến ngày mai nếu như không có cái lần anh chàng hò một câu chơi cho đỡ nhọc ấy. Thị xuất hiện với ngoại hình không xinh đẹp, hấp dẫn. Chân dung của thị được gợi tả với những nét không dễ nhìn. Đó là người phụ nữ gầy vêu vao, áo quần tả tơi như tổ tỉa, khuôn mặt lưỡi cày xám xịt, nổi bật với hai con mắt trũng hoáy. Phải chăng sức tàn phá của nạn đói đã khiến thị càng nhếch nhác, tội nghiệp, lại càng tội nghiệp hơn nữa? Nó đã làm cho người phụ nữ ấy trở nên thê thảm hơn bao giờ hết. Cái đói không chỉ tàn hại dung nhan của thị, mà còn tàn hại cả tính cách, nhân phẩm. Vì đói mà thị trở nên chao chát, chỏng lòn, chua ngoa, đánh đá. Thị cong cớn, sưng xỉa khi giao tiếp nói chuyện. Cái đói đã xui khiến thị quên đi ý tứ, lòng tự trọng của người con gái. Được cho ăn, thị sẵn sàng xà xuống cắm đầu ăn một chặp bốn bát bánh đúc liền chẳng chuyện trò gì. Với thị, lúc đó miếng ăn để duy trì cuộc sống còn cao hơn nhân cách. Nếu như chết thì nhân cách có cũng chẳng để làm gì. Phía sau tình cảnh trôi dạt vất vưởng, người vợ nhặt lại có một lòng ham sống mãnh liệt. Thị đồng ý theo chàng là vì để được sống, chứ không phải là loại đàn bà con gái lẳng lơ. Thị bất chấp tất cả để được ăn, ăn để được tồn tại. Đó là ý thức bám lấy sự sống. Khi anh cu chàng hay đùa, lại đùa, có muốn theo tớ về nhà thì ra khuôn đổ lên xe rồi ta cùng về. Thị không trả lời mà lặng lẽ theo chàng về. Thị đã gián tiếp đồng ý, một sự đồng ý không hề có sự băn khoăn hay phân vân gì cả.
Dường như chuyện dựng vợ gả chồng trở nên dễ dàng và rẻ rúng hơn bao giờ hết. Cái giá của người phụ nữ ít nhất cũng là 300 một mụ đàn bà mua về mà trải chiếu hoa cho ngồi. Ở đây, thị đã đại hạ giá xuống còn 4 bát bánh đúc, 2 hào dầu, 1 thúng con. Thị nào có biết chàng là ai, tốt xấu như thế nào, quê quán gốc tích ra sao? Chỉ một câu hỏi bâng quơ và mấy bát bánh đúc là thị đã theo về làm vợ anh chàng. Phải chăng thị theo chàng chỉ vì miếng ăn? Thị dễ dàng hời hợt thế ư? Thực ra, hành động theo chàng của thị xuất phát từ lòng khao khát được sống. Khi đã cận kề cái chết, người đàn bà không hề buông xuôi sự sống. Trái lại, thị vẫn vượt lên cái thảm đạm để xây dựng mái ấm gia đình. Tinh thần lạc quan, yêu sự sống của thị chính là một phẩm chất rất đáng quý. Nói như Kim Lân, khi viết về con người năm đói, người ta hay nghĩ đến những con người chỉ nghĩ đến cái chết. Tôi muốn viết một chuyện ngắn với ý khác. Trong hoàn cảnh khốn cùng, dù cận kề bên cái chết, nhưng những con người ấy không nghĩ đến cái chết mà vẫn hướng tới sự sống, vẫn hy vọng, tin tưởng ở tương lai. Trên đường về nhà chồng, trước cái nhìn xăm soi, trước những lời bông đùa, chồng ghẹo của người dân ngụ cư. Nếu như anh cu chàng sung sướng, tự mãn, cái mặt vênh lên tự đắc với mình, thì người đàn bà lại cảm thấy xấu hổ, thị ngượng nghịu, thiếu tự tin, chân nọ bước díu cả vào chân kia, cái nón rách tảng che nửa khuôn mặt. Đấy là nữ tính, cũng là hình ảnh của một người phụ nữ giàu lòng tự trọng. Thực ra, cái đói đã đẩy đưa thị phải theo chàng. Cơn bão tố cuộc đời đã xô đẩy thân phận cùng cực ấy ngã vào đôi vai người đàn ông thô kệch. Nhưng biết đâu đấy lại là cái may mắn của thị. Bởi cũng biết đâu, nếu không có cái bông đùa ấy của chàng, ít bữa nữa thôi, thị có khi trở thành thây ma giữa nạn đói khủng khiếp này. Kim Lân rất tinh tế khi miêu tả nét tâm lý tính cách của thị. Nhà văn như lọt vào trong nỗi thẳm sâu tâm tư tình cảm ấy của người phụ nữ năm đói. Ông như nhìn thấy cả nỗi tủi nhục của kiếp người, thấy cả trong bước chân liêu xiêu, bước díu vào nhau kia là cả tủi hờn xấu hổ. Cả tiếng thở dài não nuột kia cũng đáng để ông xót xa và mến yêu. Ấy là lúc thị về đến nhà chàng, nhìn thấy ngôi nhà vắng teo, đứng rúng gió trên mảnh vườn mọc lồn chồn những búi cỏ dại. Thị nén một tiếng thở dài. Đây là tiếng thở dài ngao ngán, thất vọng, nhưng cũng là sự chấp nhận. Ai ngờ cái phao mà thị vừa bám vào lại là một chiếc phao rách. Trong tiếng thở dài đó vừa có sự lo lắng cho tương lai ngày mai, vừa có cả những lo toan và trách nhiệm của thị về gia đình nhà chồng. Đó phải chăng là thị đã ý thức được phận trách của mình đối với việc cùng chồng chung tay gây dựng gia đình? Tấm lòng của thị thật đáng quý biết bao. Hay chính Kim Lân đã thổi vào tâm hồn thị niềm lạc quan ấy để thị vững lòng trong một cuộc sống ngày mai? Quả thật là thị không tìm thấy ở chàng một chút gì đó gọi là nương tựa về vật chất, nhưng chàng chính là chỗ dựa tinh thần vững chắc nhất cho thị vào lúc này. Cuộc sống này xét về tình nghĩa như thế cũng đáng để sống lắm chứ. Đến lúc này người đọc chợt nhận ra, bên trong vẻ chao chát chỏng lòn, thị lại là một người phụ nữ hiền hậu, đúng mực, biết lo toan và cũng giàu lòng tự trọng. Vào trong nhà, thị e thẹn, dè dặt, ngồi mớm vào mép giường. Thị ý tứ, cung kính, lễ phép chào bà cụ tứ, chào đến 2 lần. Thị thể hiện mình là một nàng dâu hiếu thảo, lễ phép với mẹ chồng. Sáng hôm sau, thị dậy rất sớm cùng mẹ chồng dọn dẹp, sắp xếp lại nhà cửa. Ngôi nhà của bà cụ tứ giờ đây như được hồi sinh. Đến đây, người đọc dễ dàng nhận thấy bao nhiêu vẻ chỏng lòn xưng xỉa của thị trước kia không còn nữa. Dường như thị đã lột xác trở nên nữ tính hơn. Hơn ai hết, chàng cảm nhận đủ đầy sự thay đổi tuyệt vời ấy. Chàng nom thị hôm nay khác lắm. Rõ ràng là người đàn bà hiền hậu, đúng mực, không còn vẻ gì chao chát, chỏng lòn như những lần chàng gặp ở ngoài tình. Lúc này chàng cảm thấy vợ mình đã thật sự thay đổi. Chính sức mạnh của tình yêu đã cảm hóa và làm thay đổi con người thị. Trong bữa cơm đầu đón nàng dâu, dù bữa ăn chỉ có niêu cháo lõng bõng, mỗi người được lưng 2 bát đã hết nhẫn, lại phải ăn cháo cám, nhưng thị vẫn vui vẻ bằng lòng. Thị đã làm cho không khí gia đình ấm cúng, thân thương hơn bao giờ hết. Thị chính là ngọn gió mát lành thổi vào cuộc sống của gia đình chàng, thổi vào cả tâm hồn người đàn ông phu xe cục mịch, thổi cả vào khuôn mặt,
bùng beo u ám của bà cụ tứ để hôm nay trông bà rạng rỡ hẳn lên. Thị đã đem sinh khí, thông tin mới mẻ về thời cuộc cho mẹ con chàng. Nghe tiếng trống thúc thuế, thị nói với mẹ chồng: trên mạn Thái Nguyên, Bắc Giang, người ta không chịu đóng thuế nữa đâu. Người ta còn phá cả kho thóc của Nhật chia cho người đói nữa đấy. Sự hiểu biết này của thị như đã giúp chàng giác ngộ về con đường phía trước mà anh sẽ lựa chọn. Qua đó ta cảm thấy nhân vật vợ chàng, nàng dâu mới, cũng là người truyền tin cách mạng. Có thể nói, người vợ Nhật được miêu tả ít, song đó lại là nhân vật không thể thiếu trong tác phẩm. Thiếu thị, chàng vẫn chỉ là chàng của ngày xưa, bà cụ tứ vẫn lặng thầm trong đau khổ cùng cực. Chính thị đã thổi một luồng sinh khí, một luồng gió mới vào cuộc sống tối tăm, nghèo khổ của chàng, làm người sáng lên niềm tin vào cuộc sống. Viết về sự đổi thay trong tâm tính của thị, Kim Lân bày tỏ tình cảm trân trọng, ngợi ca những phẩm chất tốt đẹp của người dân nghèo, tình cảm nhân đạo mà nhà văn thể hiện ở đây. Chính vì thế, cả hai ý kiến nêu trên ta thấy đều đúng, xác đáng. Thị nghèo khổ cùng đường, liều lĩnh, nhưng đáng thương hơn là đáng giận, bởi đằng sau cái cùng đường liều lĩnh ấy là phẩm chất ham sống, giàu lòng tự trọng và khát vọng vượt lên thảm cảnh nạn đói để được sống cho một ánh sáng ngày mai. Tóm lại, người vợ Nhật là một sáng tạo của Kim Lân. Thông qua nhân vật này, nhà văn đã thể hiện một ý nghĩa nhân văn cao đẹp. Con người ta dù sống trong hoàn cảnh khốn cùng nào cũng sẽ luôn hướng về tương lai và không bao giờ mất đi niềm tin vào sự sống. Thông qua hình ảnh nhân vật thị, nhà văn như phanh phui lột trần bộ mặt thối nát của bọn thực dân và bọn cường quyền lộng hành. Chính vì tội ác của chúng mà làm thân phận con người chỉ đáng vài bát bánh đúc. Chính chúng là thủ phạm hủy hoại tương lai của biết bao con người. Chính thị là một hình tượng mà nhà văn Kim Lân đã dựng lên để nói với nhân dân và bầy lũ độc ác kia rằng người phụ nữ Việt Nam nói riêng và nhân dân Việt Nam nói chung không bao giờ từ bỏ sự sống ở bất cứ hoàn cảnh nào. Hết bài phân tích. Hy vọng với video này, thầy có thể giúp các em nâng cao khả năng làm văn phân tích của mình. Các em có thể tham khảo thêm các bài văn phân tích khác dưới phần mô tả. Thầy có để link để các em xem và tải tài liệu miễn phí. Chúc các em học tốt và cảm ơn các em đã lắng nghe. Các em hãy bấm like, đăng ký và nhận thông báo để cùng thầy nghe những bài văn đi cùng năm tháng.